Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây là những tin tức đáng chú ý trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Khoảng 4 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2025, hiện là thời điểm quan trọng để các hộ trồng quất cảnh tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang làm những công đoạn như gò tán, tạo thế kích lộc. Tuy nhiên, cơn bão số 3 và trận ngập lụt lịch sử vừa qua đã làm thiệt hại nặng nề. Hiện nông dân tại đây đang nỗ lực khôi phục quất cảnh. Hộ trồng quất của gia đình bà Trần Mỹ Lệ là một trong những hộ bị thiệt hại lớn thôn Hoàng Trạch. Bà có gần 2.000 đầu cây quất lu, quất lọ, quất thế, nhưng ước thiệt hại khoảng 60%. Cây gãy thế, cây mất tán, mất lộc và nhiều cây có thể không khôi phục nổi. Hiện bà Lệ đã phục hồi cơ bản diện tích trồng quất của gia đình mình. Khoảng độ 20 ngày lại đi dọn cả cành với cả tỉa lọc các thứ, là tỉa quả. Nó rất là mất nhiều công chăm sóc, kích rễ rồi là thuốc chống thối các thứ, là đụng rồi tưới vào cây rồi đánh. Là để nó hồi phục cây là rất là khó khăn. Chỗ mất này là thì vít lại xuống, xong là cũng khắc phục được một phần ở đấy. Cũng như bà Lệ, hộ gia đình bà Đinh Thị Trâm bị thiệt hại ước khoảng 50% diện tích trồng quất cảnh. Bằng những biện pháp kịp thời như chăm bón phân hữu cơ, đánh quất lên chỗ cao, hiện vườn quất của gia đình bà đã cơ bản được phục hồi. Dù mẫu mã không thể đẹp như mỗi năm, tuy nhiên do thị trường khan hiếm và bù lại lỗ những cây bị thiệt hại, quất của gia đình bà sẽ tăng từ 5 đến 10% so với năm ngoái. Mình vít lại cái cây nó bị đổ ra, nó nỏng cái rễ đấy, mình phải đi chằng buộc lại và mình sẽ phải tưới cái loại kích rễ, mình đảm bảo để lại cái bộ rễ của mình cho nó được ổn định. Cũng mong là nhà nước hỗ trợ để cho dân chúng tôi được vay với giá lãi suất nó thấp, có vốn để đầu tư ra ruộng. Những trận thiên tai vừa qua đã để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt đối với người nông dân trồng quất cảnh tại xã Mỹ Sở. Toàn xã có trên 170 hectare diện tích trồng quất cảnh tại các thôn Phú Thị, Nhạn Tháp, Hoàng Trạch. Trong đó ước gần 40 hectare diện tích trồng quất cảnh ngoài bãi sông Hồng, sau khi nước rút bị thối rễ và không còn khả năng khôi phục. Hiện chính quyền xã đang nỗ lực cùng người dân khôi phục vùng sản xuất cây cảnh và có những giải pháp hỗ trợ nông dân. Ngoài ra, xã Mễ Sở cũng định hướng các hộ trong xã không bán phá giá, dù thị trường khan hiếm, nhiều vùng trồng quất khác cũng bị thiệt hại. Vận động tuyên truyền nhân dân trên địa bàn toàn xã tập trung tự khắc phục. Bên cạnh đó cũng đề nghị các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội như hội nông dân, hội phụ nữ ý kiến với các ngân hàng chính sách quan tâm và giảm lãi suất cho bà con nhân dân và xây dựng phục hồi lại vốn để sản xuất phục vụ cho các năm tiếp theo. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vừa cập nhật tình hình thời tiết mới nhất tại thôn Làng Nủ và tình hình thi công khu tái định cư trên địa bàn. Ngày 2 tháng 10, ông Nông Thế Mạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh cho biết, từ tối qua trên địa bàn xã đã tạnh mưa. Hôm nay, nước lũ từ trên núi đã giảm mạnh, các phương tiện đang được huy động để dọn dẹp các điểm sạt lở nhỏ trên đường từ trung tâm xã vào thôn Làng Nủ. Theo ông Mạnh, cuộc sống của bà con nhân dân trong thôn, đặc biệt là khu nhà tạm của các hộ dân bị thiệt hại sau lũ quét vẫn đảm bảo an toàn. Chính quyền thường xuyên cử các lực lượng đoàn thể xuống động viên đồng hành cùng bà con. Bị mất nhà và người thân sau trận lũ quét kinh hoàng cách đây hơn 3 tuần, anh Nguyễn Văn Điệt, 31 tuổi, đang sinh sống tại khu tạm cư Làng Nủ cho biết, sau hơn 1 tuần chuyển về ở đây, cuộc sống sinh hoạt của anh diễn ra bình thường. Điều kiện sống ở đây đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm và các trang thiết bị. Theo anh Điệt, 3 ngày qua khi xảy ra mưa lớn, những ký ức buồn lại ùa về với anh và nhiều gia đình đang sinh sống ở khu tạm cư. Từ tối qua, tạnh mưa rồi, mọi người ai cũng muốn thời tiết hửng nắng để vơi bớt nỗi sợ sạt lở, lũ quét. Anh Điệt chia sẻ. Từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 trên địa bàn xã Phúc Khánh, mưa lớn kéo dài. Đặc biệt tại thôn Làng Nủ, nước suối đổ về rất lớn. Tuyến đường chính và nhà văn hóa đã bị cô lập. Thời tiết không thuận lợi khiến việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau lũ quét và thi công khu tái định cư mới bị đình trệ, gặp nhiều khó khăn. Trước đó, ngày 10 tháng 9, một trận lũ quét kinh hoàng xảy ra đã gần như xóa sổ thôn Làng Nủ. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lào Cai xác định có 58 người dân ở thôn Làng Nủ bị thiệt mạng, hiện còn 9 người mất tích. Hơn một tuần sau trận lũ quét, tỉnh Lào Cai cùng các đơn vị tài trợ đã khảo sát bố trí mặt bằng thi công khu tạm cư Làng Nủ.
khu tạm cư với 25 nhà tạm đã hoàn thành và đi vào hoạt động, giúp giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở của nhân dân sau thiên tai. Về phương án lâu dài, tỉnh Lào Cai triển khai xây dựng khu tái định cư làng Nủ tại khu đồi Sim cách làng cũ khoảng 2 km. Khu đất này có địa hình cao, rộng rãi, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông điện nước. Dự án xây dựng khu tái định cư làng Nủ được khởi công vào ngày 21 tháng 9 và dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Ngay từ sáng ngày 29 tháng 9 năm 2024, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi hình trực tiếp cảnh tượng ngọn đồi sắp sập tràn xuống km 51 quốc lộ 2, đoạn qua thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Clip đó kết thúc với cảnh một sườn đồi ập xuống. Ai coi clip cũng đều băn khoăn số phận người ghi hình ra sao. Một số người an ủi theo ngôn ngữ mạng là không sao đâu, cameraman luôn bất tử. Sự thật đã không diễn ra như vậy. Một ngày sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang thông báo đã tìm thấy thi thể nam thanh niên trên trong khối đất đá hàng ngàn mét khối ập xuống đường. Theo ước tính, khối lượng đất đá sạt lở trên 3.000 mét khối. Vụ sạt lở làm đổ sập 3 ngôi nhà, ít nhất 1 người chết, 2 người mất tích, 5 xe bị vùi lấp, giao thông ách tắc. 5 máy xúc cỡ lớn, 1 máy xúc lật và 8 ô tô tải đã được huy động đến hiện trường để san gạt, vận chuyển đất đá, tìm kiếm các nạn nhân, khơi thông đoạn đường. Đưa ra những số liệu như vậy để thấy hậu quả của vụ sạt lở là rất nặng nề. Xem lại clip để thấy nhận thức của một số người dân về sạt lở lũ quét còn rất chủ quan. Trước khi nạn nhân trong vụ sạt lở này ghi hình, những người trong khu vực đã phát hiện ra những dấu hiệu rất rõ ràng của lở đất. Đất trên đồi rung chuyển ầm ì, cây trên đồi rung lắc, bản thân những người chứng kiến cũng đã xác định đồi sẽ sập xuống. Thế nhưng, một số người trong cuộc đã làm gì? Một số người chạy sang bãi cát đất trống bên kia đường, ngó nghiêng, than vãn. Đường vẫn tấp nập, xe qua lại. Nam thanh niên dùng điện thoại livestream phát trực tiếp, có ý thức nhắc nhở những người theo dõi chia sẻ video để cảnh báo mọi người đừng đi qua km 51 quốc lộ 2, tránh nguy hiểm vì đồi đang sắp sạt lở. Nhưng tại hiện trường, đối diện với tử thần, khi thấy một số ô tô, xe máy ngang qua khu vực, anh cũng chỉ đứng bên đường hối thúc mọi người dừng lại hoặc đi nhanh. Kết cục là người và xe vẫn nườm nượp qua lại, một số người vẫn đứng coi núi sắp sập. Để rồi khi núi sập thì chân người không thể chạy nhanh hơn tốc độ hàng ngàn mét khối đất đá ào xuống như một cơn gió. Xem lại diễn biến sự việc, không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Giá như những người tại hiện trường cẩn trọng hơn, có những động thái quyết liệt hơn thì những hậu quả về nhân mạng đã có thể không thể xảy ra. Nhìn thấy núi sắp sập, nếu người tại hiện trường phân công nhau chắn đường, ngăn các phương tiện qua lại, tránh xa khu vực nguy cơ đất đá đổ xuống thì đã có thể hạn chế tối đa được thiệt hại. Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, thời tiết còn có thể tiếp tục diễn biến cực đoan, nguy cơ sạt lở nhất là ở những vùng núi còn rất cao. Nên kinh nghiệm xương máu từ vụ việc này là mỗi người dân cần ý thức hơn nữa, cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền hơn nữa. Đừng chủ quan với sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai bão lũ, sạt lở. Đừng chủ quan với tính mạng sức khỏe của bản thân mình và những người xung quanh. Cẩn tắc vô áy náy, an toàn là trên hết. Gặp những sự cố tương tự, trước hết cần tránh xa, đồng thời có những động thái quyết liệt, cảnh báo với những người có mặt ngay tại hiện trường, cấp báo cơ quan chức năng.